Nhiều người thường nói, ta không nên nuối tiếc với những lựa chọn mà ta chưa từng quyết định. Nhưng với anh, sự hối hận lớn nhất không phải là những gì anh đã từng làm, mà là những gì anh chưa thể làm được cho mối quan hệ của hai ta. You that I need you now, babe. Và anh đang nghĩ về chuyện mai này sẽ là your way và my way. Là you move on và I stay. Người thay thế anh sẽ là ai đây? Muốn là sẽ không nói gì thêm đâu. Anh muốn là mình sẽ không làm em suy nghĩ nhiều đêm thâu. Anh nghĩ anh không xin lỗi và không nên hứa gì thêm đâu. Hẹn vẹn là xin lỗi cũng đâu thể nào đổi được em đâu. Chờ đợi chi nữa, cái cuộc tình đã lỡ làm. It's over. Vì lời xin lỗi mà cũng chẳng mang đến.